dày. Nãy về bánh mì hay bánh gì? Dày, bánh mì hấp. Có đậu đậu đỏ. Con trang lắm rồi vậy. Con nó mặn con sao? Của Bình Định. Đây là bánh bèo. Đây là củ lan quế. Đặc sản miền Trung. Canh chả cá tôm Bình Định. Bè nổi ba trúc nhã đan. Đây. Đây chúng ta sẽ lên bè ngồi chiêu. Rồi bây giờ đi cano. Thank you.
sẽ do nước nó tràn về, về ra biển. Nó nổ mình đó cho nổ. Bà ôm chung Bình Định. Đây tới Bình Định ăn kem trộn. Kem trộn là có kem cục kem dừa đặc sản của gia. Với lại bánh lăng. Đó chị Vân kem dừa không? Đó này trà sữa. Đó này. Bên còn ra đi. Trà có đâu. Rồi. Này cũng mặn vậy, mày cho ăn nguyên là mày cho các bạn. Để